Mình là Trinh, mình vừa mua chiếc Osmo Pocket tại Tokyo Camera. Đây là một siêu phẩm cực kỳ được săn đón gần đây và nó cực kỳ phù hợp với những người thích đi du lịch cũng như là thích cần ghi lại những cái khoảnh khắc trong cuộc sống của mình, và đặc biệt là cực kỳ phù hợp với các bạn nữ nhé. Nếu mà các bạn muốn biết tại sao thì hãy xem tiếp nhé. Các bạn có thể thấy là chiếc Osmo Pocket có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và nó cũng cực kỳ dễ dùng. Khi mà để muốn chụp những cái bức ảnh đẹp cũng như là quay được những cái video mượt mà thì các bạn sẽ phải mang theo những cái chiếc máy khá là cồng kềnh cũng như là khá khó để sử dụng vì sẽ phải chất đất khá là nhiều thông số, đúng không? Thì đây chính là giải pháp cho các bạn. Chỉ cần giữ nút function nguyên nguồn của nó là các bạn đã có thể bật được chiếc Osmo Pocket, và ngay sau đấy thì chỉ cần nhấn nút shutter là các bạn đã có thể quay và chụp ngay lập tức. Các bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào trong cuộc sống, đúng không? Đi tiếp nào. Chiếc Osmo Pocket thì cũng có rất là nhiều cái chế độ để các bạn sử dụng. Chỉ cần vuốt sang bên trái là nó sẽ hiện ra các chế độ như photo này, slow motion, time lapse, pano và rất là nhiều cái chế độ hay ho khác để cho các bạn sử dụng đấy. Ở đây thì có một cái chế độ mà mình rất muốn thử, đó chính là pano. Và với chiếc Osmo Pocket thì cũng có hai chế độ pano để các bạn có thể sử dụng, đó là pano 180 độ và pano 3x3. Thì sau đây mình sẽ thử chế độ pano 3x3 cho mọi người cùng xem nhé. Ok, mình đã chụp xong rồi, giờ chúng ta hãy cùng đi tiếp một đoạn nữa nhé. Và bây giờ thì khi đi du lịch thì chúng mình cũng dùng điện thoại để quay và chụp những cái bức ảnh cũng như là quay video của mình rất là nhiều, đúng không? Thế thì Osmo Pocket có gì hơn so với một chiếc điện thoại? Vì nó cũng chỉ nhỏ như thế thôi mà. Thì cái điều khác biệt ở đây chính là chất lượng hình ảnh, cho bạn những cái bức ảnh và những cái video rất là mượt. Để bây giờ chúng mình rất là thích làm hẳn một cái video để kể về chuyến đi của mình, đúng không? Để kể về những cái chuyến hành trình của mình cũng như là để chia sẻ nó với những người khác. Thì với cái chất lượng như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ có những cái tư liệu để mà hoàn thiện được lên những cái video mà các bạn mong muốn. Sau đây thì mình sẽ thử quay một đoạn để kiểm chứng chất lượng hình ảnh cho mọi người xem nhé. Vừa rồi thì mình đã sử dụng chế độ selfie của Osmo Pocket. Các bạn có thể kéo lên trên và chọn vào đó, đây là cái setting thường của nó. Các bạn có thể kéo lên trên, nhấn vào đó để camera sẽ đổi lại và tiến vào selfie mode. Hoặc đơn giản là các bạn có thể nhấn 3 lần vào nút function như thế này. Đây là chế độ bình thường này. Khi mà nhấn 3 lần vào nút function thì rất là hay, đúng không? Cái này cũng chỉ là một trong những lý do đấy sao mình nói là Osmo Pocket thì rất là phù hợp với các bạn nữ. Vì các bạn nữ chúng mình thì rất là thích selfie, đúng không? Đi du lịch rồi, trang điểm xinh xắn thì cũng chỉ là để selfie là chính luôn. Và ở trong Osmo Pocket cũng chính trong chế độ selfie luôn thì còn có một thứ nữa rất là lợi hại, đó chính là cái hiệu ứng glamour. Đôi lúc có thể là da chúng mình có những một số khiếm khuyết mà chúng mình muốn che giấu đi ấy, thì đây sẽ là cái giải pháp cho các bạn đấy. Và đây, khi nãy để tiết kiệm thời gian thì mình đã chụp hai bức ảnh để so sánh sự khác nhau khi mà dùng cái chế độ thường và chế độ glamour như thế nào. Một bức thì có thể thấy rõ là trên khuôn mặt mình có một chút khiếm khuyết, và cái bức còn lại thì các bạn có thể thấy là không phải là mình cố tình che tóc đi vì là để che đâu, mà thực sự là cái hiệu ứng glamour đã giúp mình xóa đi những cái điều đấy. Các bạn có thể thấy là da mình lúc đó mịn hơn rất là nhiều, cũng như là những cái thứ xung quanh nó không bị gắt như là ở trong cái chế độ thường. Chiếc Osmo Pocket thì hiện có giá là 8.390.000 tại Tokyo Camera. Như mình đã nói thì đây là một cái sản phẩm mà cực kỳ phù hợp với những bạn thích đi du lịch, muốn ghi lại những cái cuộc hành trình của mình, ghi lại những cái khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của mình. Bởi vì là không phải là chỉ những cái khoảnh khắc khi là mà bạn đi chơi nó mới đáng để lưu giữ lại, mà đôi khi những khoảnh khắc thường ngày chỉ với Osmo Pocket thì nó cũng đã giúp bạn biến thành hẳn một cái câu chuyện đáng để kể.
trong app DJI Mimo, một cái app được thiết kế tạo dành riêng để sử dụng cùng với cả chiếc Osmo Pocket, thì có một cái chế độ là Story Mode. Và chế độ này thì sẽ giúp bạn có thể cắt ghép những cái video một cách nhanh chóng, và nó còn kết hợp với rất là nhiều mẫu cũng như là âm nhạc. Và thế là chỉ với những cái video ngắn thường ngày của bạn mà các bạn cũng có thể tạo ra một cái video rất là đỉnh về âm nhạc này, với những cái mẫu này, những cái transition rất là hay ho đấy nhá. Và mình nghĩ là với giá là 8.390.000 thì đây quả là một deal đáng để xem xét đúng không? Ok, nãy giờ thì mình đã chụp khá là nhiều ảnh và quay khá là nhiều video rồi. Bây giờ mình sẽ kết nối với điện thoại để cho các mọi người xem rõ hơn những ảnh đó nhá. Để kết nối với điện thoại thì mọi người sẽ có một cái giác như thế này. Gắn vào thiết bị. Và mình cầm một chiếc điện thoại này đúng không? Khi mà kết nối với điện thoại thì nó sẽ tự động mở ra app DJI Mimo. Đây là một app được thiết kế để riêng cho sử dụng với cả chiếc Osmo Pocket. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy được tất cả ảnh và video mà mọi người đã quay và chụp ở trên chiếc DJI Osmo Pocket. Và cũng ngay trên điện thoại thì mọi người cũng có thể sử dụng tất cả những cái chế độ cũng như là những cái hiệu ứng mà mình vừa kể trên ở ngay trên này. Mọi người có thể chọn cũng như là điều chỉnh chiếc Osmo Pocket này trên điện thoại, điều chỉnh chụp này, đó, các chế độ quay chụp video này, slow motion này, time lapse này, đó, cực kỳ đơn giản đúng không? Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mà các bạn thích video này thì hãy like và subscribe cho channel của Tokyo Camera và đón xem những video tiếp theo của chúng mình nhé.